Bạn có muốn đặt được 1.000 câu tiếng Anh không? Nếu muốn đặt được 1.000 câu thì các bạn hãy nỗ lực học cách đặt câu một cách cẩn thận nha. Để đặt được câu hỏi thì các bạn nhớ giúp mình hai vấn đề này. Thứ nhất là khi nào thì dùng do, còn thứ hai là khi nào dùng does nhé các bạn nha. Thì dùng do với các cái chủ ngữ sau. Đây là các cái chủ ngữ nè: I là tôi, you là bạn, we là chúng tôi, chúng ta, they là họ. Ở đây mình đã ví dụ cho các bạn các cái chủ ngữ nó nằm ở đây hết rồi, nhưng mình sẽ tập trung vào một chủ ngữ thôi. Ví dụ như bạn muốn đặt một câu hỏi là bạn có đọc sách không, thì chủ ngữ là bạn, đúng không? Bạn thì các bạn dùng chữ you, đúng không? You là do you read books, nhớ nhé các bạn nhé. Nhưng nếu mình dùng does được không, does you được không, does you là sai nhé các bạn. Đấy, vậy thôi, thì các bạn nhớ là do nó đi với các chủ ngữ như là you, rồi I, we, they, vậy thôi. Tương tự các câu khác, ví dụ mình nói là chúng ta có đọc sách không, thì chúng ta sẽ là we. Vậy thì do we hay là does we đây? Does we là không đúng, phải là do nha. Do we read? Tương tự với các chủ ngữ khác là do they read hoặc là do I read. Vậy thôi nha các bạn nha. Đấy là đối với câu với các cái chủ ngữ số nhiều. Còn đối với chủ ngữ số ngôi ba số ít thì sao? Thì các bạn dùng là does cộng với các chủ ngữ như là he là anh ấy, she là cô ấy và it là nó. Ví dụ mình nói là anh ấy có đọc sách không? Anh ấy là gì? Anh ấy là he. Ở đây mình nói là does he. Mình nói do he có được không? Không được. Các bạn hãy dùng does nha. Does he read? Read gì? Read books. Nhớ nhé các bạn. Tương tự như vậy, cô ấy thì sao? Cô ấy là does, đúng không? Does she read? Hoặc là tên riêng của một ai đó, Mai có đọc sách không thì là does Mai read, đúng không? Hoặc là Tuấn có đọc sách không là does Tuấn read. Ví dụ như vậy nhé các bạn nhé. Đó là cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi. Vậy thì quy chung lại cái cấu trúc này rất là đơn giản thôi. Do you cộng với một động từ bất kỳ. Đây, các bạn học, thay vì các bạn học nhiều công thức bên trên này thì các bạn học thuộc một công thức trước giúp mình ha. Đặt công thức với công thức này nó quen rồi thì các bạn sẽ đặt với các cái chủ ngữ khác nó cũng quen thôi. Vấn đề là các bạn thay chủ ngữ thôi là được ha. Ở đây mình lấy ví dụ nè. Bạn có yêu cô ấy không? Thì bạn có thì là do you. Các bạn cứ nhớ là do you cộng với một động từ là được. Bạn có yêu cô ấy thì động từ yêu là gì? Là love, đúng không? Vậy thì các bạn nói rằng là do you love her? Bạn có hút thuốc không thì hút thuốc là gì? Là smoke, đúng không? Vậy thì là do you smoke. Tương tự như vậy, cứ áp dụng công thức là do you thôi cộng với động từ. Bạn có gọi điện cho mẹ của bạn không? Là do you cộng với gì? Gọi điện là call, đúng không? Do you call your mom? Ví dụ như vậy. Bạn có nghe nhạc không? Là do you gì? Listen to music. Vậy thì cái chữ love, chữ smoke và chữ call này nè, chữ listen là các cái động từ. Các bạn bỏ 1.000 động từ, các bạn sẽ đặt được 1.000 câu thôi. Rồi video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn về cái cách đặt câu tiếp nha.